Về đi em, đêm nay anh đang rảnh. Thiệt đó mà, hai đứa mình đi dọc cánh đồng quê. Qua cơn mê giật mình, anh tỉnh mộng. Em theo thằng cô Vi đến Trung Hoa. Thi phẩm Tùy Bút Chiều Cô Vi của tác giả Tấn Thám, qua phần trình bày của nghệ sĩ Ngọc Sang. Em có về trốn dịch với anh không? Trước ngổ ngang lo toan mùa Covid, nhớ ngày nào mình chia tay bình dị như lá xa cành. Về cùng anh thăm lại nơi xưa, ở xưa lắm, cánh đồng giữa đang trong mùa thu hoạch, đập tứ chành chiều nay câu cá nhặt con trâu. Lững thững gặm cỏ xanh, về cùng anh Hà Lan quê anh đó, có cây đàn em hát khúc dân ca. Đến ba ba xích xoa thịt bò nướng, bầu Hà Kiều ngồi lễ ốc cùng anh. Về đây em, ăn cháo lương trần phu, bánh bèo chiêu, à ơi chứ bánh bèo chiêu, ba sọ hết hay chưa? À ơi, ghé vị xưa, mua gọi ca đêm về, hoa ta nhâm nhi ly rượu. Về đi em, về đi em, đêm nay anh đang rảnh, hai đứa mình đi dọc cánh đồng quê. Qua cơn mê giật mình, anh tình mộng, em theo thằng Covid đến Trung Hoa.